Tam Anh xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn tươi trẻ, mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin gửi đến quý vị một tin tức về xu hướng mới của vợ chồng trẻ trong hôn nhân, đó là nhìn trẻ con thì thích đấy nhưng bảo đẻ thì không dám. Việc thế hệ chính ít muốn được tự do quyết định chuyện yêu đương, lập gia đình và sinh con không thể hiện chuyện họ đang hủy hoại hôn nhân. Ngược lại, họ đang coi trọng việc này hơn. Kết hôn được 7 tháng, Nguyễn Phương Phương, 27 tuổi, quê ở Hải Dương, hiện sống ở Hà Nội, Việt Nam, đang lo vỡ kế hoạch vì chưa có ý định sinh con. Nhìn trẻ con thì thích đấy, nhưng bảo đẻ thì... Phương đã bỏ dở câu nói và lắc đầu. Bạn bè cưới sau mà đã sắp sinh. Anh chị em trong nhà, con bồng, con bế đủ cả. Đến công ty, mấy chị em đồng nghiệp sốt ruột thay Phương, dục cô sớm có em bé. May mắn là cha mẹ hai bên không dục, hai vợ chồng mình đều là con Úc. Ông bà cũng có cháu ẩm rồi nên cũng không quá nóng vội. Vợ chồng Phương nói rõ với bốn vị phụ huynh rằng giữa năm sau mới có bầu để năm 2021 sẽ sinh con. Mà e dục thì cũng thế thôi, để hay không là ở bọn trẻ chúng mình mà, Phương khẳng định như vậy. Cách đây bốn tháng, chồng cô bỏ công việc lương khá ở một công ty nước ngoài để kinh doanh tại nhà riêng. Tháng 9 vừa rồi, việc làm ăn mới bắt đầu có lãi, mình muốn kinh tế thật ổn định rồi mới tính sinh một đứa trẻ ra, cuộc sống vợ chồng khác lắm, tiền bỉm, sữa rồi ăn uống, sau này còn học hành đủ thứ, 9x nói như vậy. Phương không phải là bạn trẻ duy nhất thuộc lứa 8x, 9x muốn được tự do quyết định chuyện yêu ai, bao giờ cưới hay khi nào sẵn sàng sinh con, họ trì hoãn kế hoạch trong sinh hoạt vợ chồng vì cảm thấy tài chính chưa đủ vững, lo cho bản thân cuộc sống ổn định đã khó, chưa nói tới việc đèo bồng thêm đứa trẻ, nhất là những người sống ở các thành phố lớn. Trong khi đó, khi được hỏi, nhiều phụ nữ cho biết thấy sốt ruột khi con cái chưa tính chuyện sinh nở. Họ dục giả với một số lý do như bây giờ bố mẹ còn khỏe, giúp trông cháu được, sau này già yếu, ai chăm, hay không đẻ đi, người ta dị nghị là tịch sự khác biệt về quan niệm hôn nhân con cái đẻ ở giữa hai thế hệ cho thấy người trẻ ngày càng độc lập trong suy nghĩ và cái ý thức về sự ổn định từ tâm lý cho đến hoàn cảnh kinh tế cũng để có thể nuôi dạy con cái trong điều kiện tốt nhất thế hệ ngày yêu đương ít xét không muốn có con cứ năm phụ nữ ở Mỹ lại có một người quyết định không sinh con nhà văn Tristan Reiter là một trong số đó. Trong video Tech Talk có chủ đề Tôi không muốn có con, đừng nói rằng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ. Nữ nhà văn cho biết cô đã sớm quyết định không sinh đẻ. Tuy nhiên, dù Ryder cố gắng giải thích, nhiều người vẫn tỏ ra khó hiểu, cười nhạo và nói rằng rồi cô sẽ thay đổi ý định, thậm chí họ còn cho rằng cô thật ích kỷ. Khi Kristen Ryder Đến bệnh viện triệt sản, các bác sĩ khuyên nhủ nữ tác giả suy nghĩ lại, thậm chí cho rằng cô chỉ muốn làm vậy vì suy nghĩ bồng bột nhất thời. Tuy nhiên, Ryder không thay đổi ý định. Cô khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo tự nguyện, hiểu rõ mọi rủi ro có thể xảy đến và sẽ không hối hận. Tôi tin rằng giá trị của một người phụ nữ không bao giờ nên được xác định bằng việc cô ấy có con hay không, nữ nhà văn nói như vậy. Theo New York Times, nhiều nghiên cứu chỉ ra thế hệ Millennial sinh từ năm 1981 đến 1996 ngày càng không có hứng thú với chuyện hẹn hò ít quan hệ tình dục hơn và kết hôn lần đầu ở độ tuổi muộn hơn các thế hệ trước xu hướng này sẽ còn tiếp diễn ở những người trẻ hơn cụ thể là thế hệ Z yes, sinh từ năm 1997 năm 2018 độ tuổi trung bình cho kết hôn lần đầu ở Mỹ chạm ngưỡng gần 30 tức là 29,8 đối với nam và 27,8 tuổi đối với nữ. Con số đã tăng thêm 5 năm so với số liệu năm 1980, khi mức tuổi trung bình là 24,7 tuổi đối với nam và 22 tuổi đối với nữ. Một nghiên cứu khác cho thấy các cặp vợ chồng Mỹ từ 25 đến 34 tuổi dành trung bình 6,5, tức là 6 năm rưỡi năm bên nhau trước khi kết hôn so với trung bình là 5 năm cho tất cả các nhóm tuổi khác. Tiến sĩ nhà nhân chủng học Helen Fisher gọi hiện tượng này là slow love, tức là tạm dịch tình yêu chậm. Trong khi nhiều chuyên gia lo lắng về một thế hệ không màng yêu đương, quan hệ hay như The Atlantis mô tả, con người đang ở trong cuộc suy thoái tình dục. Bà Fisher thì cho rằng không phải thế hệ millennial đang hủy hoại hôn nhân mà có thể họ đang coi trọng chuyện này hơn. Tiến sĩ Fish tin rằng những người trẻ còn độc thân thời nay đang nêu gương tốt cho các thế hệ tương lai bằng cách thể hiện cái nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân và sự cam kết. Tình yêu thường thay đổi, càng ổn định về mặt tài chính, công việc, bạn còn có khả năng tìm thấy sự bền lâu. Nữ chuyên gia kết luận như vậy. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu người ngoài đứng đừng quá quan tâm chuyện cưới và đẻ. Theo Kate Bolick, tác giả của bài viết All The Single Lady" đăng trên The Atlantic, việc thế hệ millennial trì hoãn chuyện kết hôn, sinh con cũng phản ánh sự thay đổi thái độ của xã hội hiện tại với các khái niệm lãng mạn tình yêu. Nếu các thế hệ trước coi hôn nhân gia đình là thành quả cuối cùng, kết thúc có hậu cho một mối tình, một mối quan hệ tình cảm giữa giới trẻ ngày nay thì không còn nghĩ như vậy nữa nữ nhân viên sarah silverman người nổi tiếng tôn sùng chủ nghĩa độc thân từng vướng vào không ít rắc rối vì những chia sẻ về chuyện hôn nhân gia đình của mình silverman nói rằng dường như mọi người bị ám ảnh về chuyện kết hôn đến mức bất kỳ một bức ảnh khoảnh khắc lãng mạn nào của một cặp tình nhân cũng được liên tưởng tới một đám cưới không xa Năm 2014, khi bị đồn sắp lên xe hoa cùng bạn trai, nữ diễn viên tuyên bố thẳng thừng trên trang cá nhân. Chỉ đọc thông tin sắp kết hôn tôi, đã thấy buồn cười rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm đám cưới. Tại sao mọi người lại cứ muốn xen vào cuộc sống tình yêu của tôi? Không chỉ Silverman, một nửa số người Mỹ trưởng thành tham gia một khảo sát của Pew tin rằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người ưu tiên cho những thứ khác thay vì quá quan tâm đến vấn đề hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đâu phải như bó rau, con cá ngoài chợ, mà muốn là có. Ở quê của Quỳnh Anh, một cô gái 24 tuổi, chưa có gia đình, như cô đã bị liệt vào dạng ế. Chưa lấy chồng thì cũng phải tìm một người yêu đương đi chứ. Thằng A, con chú B, hôm trước đi qua chơi, còn thấy con có thấy được không? Để mẹ cho hai bên số điện thoại liên lạc nhé. Đó là hoàn cảnh ở Việt Nam. Những câu nói của mẹ Quỳnh Anh xuất hiện trong mỗi bữa ăn và tần suất ngày càng nhiều hơn. Tốt nghiệp khoa sư phạm văn nhưng không tìm được công việc phù hợp. Quỳnh Anh nhận đặt hàng online tại nhà. Thu nhập không quá nhiều nhưng cũng đủ để chính ít tự lo cho bản thân và đưa cho mẹ tiền ăn mỗi tháng. Từ gần cuối năm ngoái, vì không muốn dậm chân mãi với công việc bán hàng online, chính ít lạng sơn học thêm rồi xin học bổng thạc sĩ ở Trung Quốc. Ban đầu mẹ Quỳnh Anh phản đối kịch liệt vì nếu du học cũng mất ít nhất 3 năm. Khi về nước thì con gái đã quá lứa, biết khi nào mới lập được gia đình. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của Quỳnh Anh, mẹ cô vẫn phải chiều theo ý con gái để cô đi du học. Ngày lên đường, mẹ cô vẫn tranh thủ cằn nhằn. Tiền kiếm được nhiều, tiêu nhiều, ít tiêu ít, nhưng cứ phải lo kiếm chồng nữa đấy. Sau này, ế chồng chơi ra đấy thì tôi không có nuôi nổi đâu. Mỗi lần mẹ càng nhằn, chính ít chỉ biết vân dạ ẩm mừ cho qua vì không muốn làm cho mẹ giận. Xong trong lòng, lúc nào cũng như có một tảng băng đá đè nặng. Mình biết là trong mắt phụ huynh, con cái lập gia đình, sinh con, đẻ cái thì mới được cho là ổn định, là trưởng thành. Nhưng đâu phải như bó rau con cá ngoài chợ muốn là có. Chưa nói đến công việc sau mối tình kéo dài 2 năm, hiện tại mình vẫn chưa được chưa tìm được người muốn tính chuyện lâu dài. Quỳnh Anh nói như vậy qua giới trẻ của Nhật, Trung và Hàn Quốc thì không yêu, không cưới, không đẻ con. Gánh nặng kinh tế, việc làm, mất niềm tin vào hôn nhân hay muốn theo đuổi sự nghiệp. Ngày càng nhiều người trẻ ở châu Á kết hôn muộn, thậm chí không lập gia đình và sinh con. Nếu có một điều không xảy ra mà vẫn khiến Kui Sushin cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là hôn nhân. Cô gái 29 tuổi làm giám đốc một công ty quan hệ công chúng toàn cầu ở Bắc Kinh, Trung Quốc, không muốn sớm kết hôn với bạn trai, giống như lựa chọn của mẹ mình khi mới 20 tuổi. Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp, cô chia sẻ với tác giả Yu Wang trong bài viết đăng trên Phobi và nói thêm, mình đang viết cuốn sách thứ ba. Bạn phải sống sung túc trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Không chỉ cui, những câu chuyện và quan điểm tương tự cũng tồn tại trong giới trẻ Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc khảo sát do Viện Y tế Xã hội Hàn Quốc thực hiện cho thấy 12,2% nam giới và 20,6% phụ nữ không hẹn hò vì không muốn mất tự do. Tại Trung Quốc, vấn đề dân số già hóa ngày càng tồi tệ khi tỷ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này đều giảm. Tới năm 2030 sẽ có khoảng 1 phần tư dân số nước này ở độ tuổi trên 60. Những con số đáng để chú ý cho thấy một tình trạng không mới trong xã hội hiện đại. Người trẻ lười, yêu, ngại sinh con, thích theo đuổi sự nghiệp hơn là xây dựng gia đình. Cái nặng kinh tế, việc làm muốn theo đuổi con đường học vấn, tập trung phát triển sự nghiệp, mất niềm tin vào hôn nhân, hàng loạt lý do khiến ngày càng nhiều người trẻ kết hôn muộn, thậm chí không lập gia đình và không sinh con. Lớn lên trong điều kiện kinh tế phát triển và môi trường có nhiều giá trị đa dạng hơn các thế hệ trước, Millennial những người sinh từ năm 1981 đến năm 1996 ở Châu Á thời gian gần đây không còn coi việc kết hôn và sinh con là mục đích sống duy nhất nữa. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Viet Sky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Xin mời quý vị bấm subscribe đăng ký kênh YouTube Viet Qua TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày luôn bình an hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào.